Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin hệ sự Hoa Kỳ về Thế Giới được phát sóng trên kênh Little Saigon News. Cố vấn an ninh của Barack Obama thừa nhận Joe Biden vi phạm trầm trọng đạo luật Logan ACT Trước khi đi vào bản tin, chúng tôi nhấn mạnh rằng chính quyền của Obama từng dựa vào đạo luật này để bỏ tù tướng Michael Flynn. Và đây chính là kịch bản của Đảng Cộng Hòa sẽ dùng để bỏ tù Joe Biden. Đây có lẽ là điều vui nhất để chúc mừng sớm cho Tổng thống Trump sẽ thái đắc cử và đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Kính thưa quý vị, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia của cựu tổng thống Barack Obama, Ben Rhodes thừa nhận rằng Joe Biden đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo nước ngoài như thể ông ta là tân tổng thống. Một động thái mà nhiều người cho là vi phạm đạo luật Logan, tương tự như trường hợp tướng Mike Flynn từng bị khép tội. Điều này có nghĩa Joe Biden đang mắc trọng tội tương tự như cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, tướng Mike Flynn, và tất cả âm mưu này đều do chính nhóm quyền lực của Obama gài bẫy hãm hại. Ngày 9 tháng 11, Ben Rhodes đã bình luận trong một phỏng vấn trên kênh MSNBC như sau. Chúng ta sẽ có một chạy đua của Tổng thống đắc cử công bố ban cố vấn của mình. Ông ấy sẽ bắt đầu công bố các thư ký nội các, trọng tâm chính trị ở đất nước này và của thế giới đang chuyển sang Joe Biden. Các nhà lãnh đạo nước ngoài đã có cuộc điện đàm với Joe Biden nói về chương trình nghị sự mà họ sẽ theo đuổi vào ngày 20 tháng 1. Đây chính xác là kịch bản lặp lại mà các cố vấn của cựu tổng thống Barack Obama đã cáo buộc tướng Flynn xảy ra trước lễ nhậm chức của tổng thống Trump vào cuối năm 2016. Khi cựu cố vấn an ninh quốc gia bị người của Obama gài bẫy, cho tội cố ý giao tiếp với các quan chức nước ngoài, trong đó có cuộc trò chuyện qua điện thoại với đại sứ Nga khi đó là Sergei Kislyak tướng Flynn đã buộc phải từ chức ngay sau khi cuộc trò chuyện của ông bị FBI tiết lộ, nơi đang theo dõi liên lạc của những người đứng đầu chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump theo lệnh của chính quyền Barack Obama. Ngoài ra, các ghi chú của cựu đặc vụ FBI Peter Strzok sau đó đã được Bộ Tư pháp công khai, cho thấy chính Joe Biden là người đã đề nghị sử dụng đạo luật Logan chống lại tướng Flynn, mặc dù tuyên bố này đã bị cựu lãnh đạo FBI James Comey phủ nhận. Đạo luật Logan ra đời năm 1799 là một luật liên bang cấm ngoại giao trái phép trên danh nghĩa của Hoa Kỳ. Nó đã được quốc hội thông qua và được ký thành luật dưới thời Tổng thống Adams vào tháng 1 năm 1799. Các thế lực ngầm trong nội các của chính quyền Barack Obama đã vận dụng đạo luật Logan để chỉ trích Tổng thống Trump và kết tội cố vấn an ninh của ông là trò chuyện qua điện thoại với đại sứ Nga. Họ đã viện dẫn đạo luật Logan khép tội tướng Flynn cấu kết với ngoại bang trước khi ông Donald Trump chính thức nhậm chức vào tháng 1 năm 2017. Giờ đây, nếu nhìn lại vụ tướng Flynn bị chính quyền Obama hãm hại, vu oan và vụ án cho đến nay vẫn chưa kết thúc, thì Joe Biden cũng đang vi phạm đạo luật Logan. Trong trường hợp các kênh truyền thông cánh tả đang gắn cho Joe Biden là người chiến thắng, nhưng thực tế, chính ông ta chưa được nhậm chức, đã có sự trao đổi trò chuyện qua điện thoại với các nhà lãnh đạo thế giới. Đây không khác gì hoàn cảnh mà cố vấn an ninh của Tổng thống Trump bị phe nhóm của Barack Obama cố tình khép tội. Nếu thực sự Joe Biden nói dối với các nhà lãnh đạo nước ngoài rằng ông ta đã đắc cử, thì điều đó càng làm tăng thêm các cáo buộc bắt nguồn từ vụ máy tính sách tay Hunter Biden. Điều này chứng minh rằng Joe Biden đã tham gia vào các giao dịch kinh doanh nước ngoài với các đặc vụ của đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga. Trước đó, ngày 13 tháng 8, chính quyền Trump đang xem xét việc cựu Tổng thống Obama đã vi phạm trầm trọng đạo luật Logan Act. Đạo luật đó chính là Logan Act, tuy có tính cách ngắn gọn, nhưng xác định rất rõ ràng bất cứ công dân hoa kỳ nào dù người ấy đang ở đâu khi không có chính phủ hoa kỳ cho phép thì dù trực tiếp hay gián tiếp không được liên lạc hay giao tiếp với bất kỳ một chính phủ hay bất cứ một viên chức hoặc đại diện của chính phủ ngoại bang nào với dụng ý gây ảnh hưởng đến sự điều hành của chính phủ ngoại bang đó trong bất cứ tranh tụng hay những bàn cãi nào liên hệ đến hiệp trung quốc mà mục đích là để đánh bại là nhằm vô hiệu hóa những giải pháp hoặc đường lối của hoa kỳ kẻ phạm luật này sẽ bị xử phạt hoặc bị tù giam hoặc cả hai từ khi rời khỏi chức vụ sau cuộc bầu cử năm 2016 đã đưa Tổng thống của đảng Cộng hòa là Donald Trump vào bạch cung, thì Obama đã cử gió bay đi khắp cùng thế giới, nhúng tay vào mọi chỗ, thọc gậy bánh xe vào những công việc quốc gia đã không còn nằm trong quỹ đạo thuộc thẩm quyền của ông ta, một cựu Tổng thống nữa. Trên phương diện ngoại giao, đây chẳng những là tệ hại mà nó còn là một hành động phạm pháp, có một đạo luật đã có mặt trên 200 năm đã cấm đoán bất cứ công dân Hoa Kỳ nào, dù người ấy đang ở đâu, không được tiếp xúc với chính phủ ngoại bang mà không có sự cho phép của chính phủ Hoa Kỳ. Vào ngày 3 tháng 12 năm 2017, lúc này, cựu Tổng thống Mỹ Obama đã rời khỏi tòa Bạch Ốc được một năm tròn. Nhưng trong một bài phát biểu đêm hôm ấy tại Pháp, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ thất vọng vì quan điểm của chính quyền Mỹ hiện tại đối với nỗ lực của cộng đồng quốc tế để chống biến đổi khí hậu. Ông Obama ý muốn nhắc đến việc Tổng thống Trump vào tháng 6 đã tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận Paris đạt được hồi cuối năm 2015. Những hành động vừa kể của Obama thật là khôi hài khi ông ta cảnh báo với nhóm bàn giao chính phủ của Trump là chúng ta chỉ có một Tổng thống trong một lúc mà thôi. Dĩ nhiên, Obama muốn nói rằng ông ta quy định nắm mọi quyền lực quốc gia cho đến phút thứ 11 của giờ thứ 11 trong quãng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống, Chắc chắn là như vậy rồi. Tuy nhiên, một khi Tổng thống Trump đã tuyên thệ nhậm chức vào tháng Giêng năm 2017, Obama cần phải tuân theo quy luật. Nhưng không, ông ta đã không muốn tuân theo quy luật. Vào tháng 11 năm 2017, Obama đã lượm qua Paris, thủ đô của Pháp và đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nội dung cuộc trò chuyện không được tiết lộ trước công luận. Cuộc gặp gỡ bí mật này chỉ là một trong những cuộc gặp gỡ khác của chuyến đi 5 ngày gặp gỡ giữa Obama và một số lãnh tụ thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ và Pháp. Với tư cách chỉ là một công dân Hoa Kỳ, khi Obama tiếp xúc với những lãnh tụ các cường quốc này đã đưa đến những nghi vấn rằng Obama và những lãnh tụ của đảng Dân Chủ đang thành lập một chính phủ trong bóng tối để đối kháng với chính quyền hiện hành. Chính phủ đối kháng này được cầm đầu bởi Obama đã mệnh danh là một cuộc đảo chính nhằm đánh bại chính phủ hiện hành qua một lực lượng bất hợp pháp cầm đầu bởi một nhóm nhỏ, thông thường là một lực lượng thuộc quân đội. Vào tháng 12 năm 2019, ông Obama ghé thăm Việt Nam. Tuy nhiên, là một tư cách cá nhân là công dân Mỹ, nhưng cựu tổng thống luôn đề cập đến chuyện quốc gia. Lúc đó, Obama cũng thể hiện sự phấn khởi khi biết Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thảo luận về khung hợp tác phát triển trao đổi thương mại. Ông Obama cũng đánh giá cao những chính sách và kết quả phát triển hiện nay của Sài Gòn, tin tưởng các ưu tiên về đào tạo, đổi mới sáng tạo, giao thông và thích thú với biến đổi khí hậu sẽ đóng góp cho sự phát triển về bền vững của thành phố, góp phần tích cực cho sự phát triển của Việt Nam. Ông Obama cũng khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ nói chung và Sài Gòn Hoa Kỳ nói riêng, trong khả năng của mình và sẵn sàng làm cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư tại Việt Nam và Sài Gòn, đặc biệt là trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo cựu tổng thống cho biết sẽ thu xếp quay lại Sài Gòn vào thời gian phù hợp. Obama đi vòng qua Á Châu, chặn đầu tiên dừng ở Trung Quốc, tám chuyện với chủ tịch Tập Cận Bình. Kế đến lại bay sang Pháp, tại đó Obama đã phỉ bán vị tổng tư lệnh tối cao của Hoa Kỳ với luận điệu rằng người dân Mỹ là nạn nhân của một nước Mỹ đang tạm thời, không có người lãnh đạo. Tại Ấn Độ, Obama chế nhạo rằng ông ta có nhiều người theo dõi trong trường mục Twitter hơn là anh chàng rất khoái Squid như Trump. Hiển nhiên, một cựu tổng thống có lẽ vẫn còn thèm muốn cái chức vụ cũ ở Bạch Cung mà mình đã phải rời bỏ cách đây 2 năm. Nhưng cái rắc rối lớn ở đây là Obama đã đi lòng vòng đến các trường quốc tế, chơi bay, chỉ trích, học gậy bánh xe vào chuyện điều hành đất nước của đương kim tổng thống Donald Trump, thì điều đó đã rõ ràng vi phạm vào đạo luật liên bang Logan Act. Đạo luật Logan Act thông qua vào năm 1799 được đặt theo tên một chính khách và là một công dân Hoa Kỳ tên George Logan, người đã tự mình sốc vào công việc chính trị mà không qua thẩm quyền của Tổng thống John Adams, Bộ trưởng Tài chánh Alexander Hamilton và Bộ trưởng Ngoại giao Thomas Jefferson. Vào năm 1798, Logan du hành qua nước Pháp trong thời kỳ cách mạng bùng nổ để xoa dịu những căng thẳng thương mại sau khi Mỹ đứng về phía Anh quốc, lúc ấy đang là kẻ thù của Pháp, sau khi Mỹ thông qua Hiệp ước Trade Treaty vào năm 1794. Mặc dù Logan đã thành công là hiến pháp chấm dứt những hành động thù địch trong những dằn co thương mại đối với Mỹ và cũng nhờ đó mà tránh được chiến tranh giữa Pháp và một nước Mỹ mới thành lập với 13 tiểu bang. Nhưng khi trở về nước, hành động của Logan đã bị xem là có tính cách phản quốc. Việc đàm phán hay hòa giải đó là trách nhiệm của một chính phủ, chứ không thuộc về một cá nhân tự đầy bạc mình vào nhiệm vụ đó. Adams. Hamilton và Jefferson, mỗi người trong chính phủ Mỹ lúc đó đều có những sáng kiến riêng để đối phó với người Anh kẻ thù không đòi chờ chung với chúng ta, cho đến khi chặn cuối cuộc cách mạng giành độc lập của Hoa Kỳ vào năm 1776 và với người Pháp đồng minh của chúng ta vào những năm cách mạng giành độc lập của Hoa Kỳ. Những viên chức vừa kể trên đã mất cơ hội làm trọng trách của họ chỉ vì Logan đi lòng vòng và làm việc của họ với tư cách của một công dân chứ không có thẩm quyền gì cả. Để tránh tình trạng tương tự có thể xảy ra, vào ngày 30 tháng Giêng năm 1799, đạo luật Logan Act đã được Quốc hội Mỹ thông qua. Hiển nhiên, đạo luật này có hiệu lực bởi vì từ ấy đến nay chỉ có một vụ vi phạm đã xảy ra vào đầu thế kỷ 19, dù vậy đã không bị đưa ra truy tố. Một minh chứng trong ngày 30 tháng 11 năm 2019, Tân Hoa Xã đưa tin một ngày sau cuộc gặp gỡ với cựu Tổng thống Obama tại Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ca ngợi nỗ lực phát triển quan hệ Trung Mỹ của ông Obama khi cựu nguyên thủ Mỹ khi còn đương chức. Cựu Tổng thống Barack Obama đã gây sốt trong chuyến thăm thành phố Montreal, Canada hôm ngày 7 tháng 6 năm 2017. Cựu Tổng thống Mỹ Obama đến Montreal để phát biểu tại phòng thương mại Montreal với chủ đề đa dạng từ biến đổi khí hậu, quyền phụ nữ đến hiện tượng tin giả đang tràn lan toàn cầu. Ông cựu Tổng thống Mỹ Obama nói: "Tôi không giấu giếm sự thất vọng trước việc Mỹ rút khỏi hiệp định khí hậu Paris. Chúng ta phải hành động khẩn trương hơn. Tôi trong đội Mỹ trở thành lãnh đạo chứ không phải đi bên lề." Obama không chỉ là một đảng viên cao cấp của Đảng Dân chủ, coi thường luật pháp mà chính John Kerry, cựu ngoại trưởng của những năm 2013-2017, một thượng nghị sĩ của Massachusetts vào những năm 1985 đến năm 2013 và là ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ năm 2004 đã gặp riêng với các viên chức ngoại quốc vào tháng 5 vừa qua gồm có viên đại sứ tại Liên Hợp Quốc của Iran với mục đích cổ động chính sách đối ngoại với chế độ độc tài Iran nhằm bảo vệ hiệp ước nguyên tử Obama đã ký với Iran đã gây ra những khó khăn cho chính phủ Hoa Kỳ do Trump đang cầm quyền. Nếu vậy, thì đây rõ ràng là một vi phạm vào luật Logan Act do một tay chất bù của đảng Dân Chủ. Dù vậy, theo báo National Review, cái đắc đối không phải là Curry có phạm tội phản quốc hay không, mà là vấn đề ở chính cái đạo luật Logan. Ký giả Dan Mislaulin viết vào ngày 5 tháng 5 năm 2018, quốc hội nên hủy bỏ đạo luật Logan này. Nếu Curry đã vận động mong làm mất hiệu lực của những cố gắng của chính phủ Trump, thì hãy để cho công lý được hành xử theo đúng luật pháp như đã được công nhận chứ. Và ý kiến của ông ký giả Mislaulin này đâu đã được ai công nhận. Fring Media, truyền thông ngoài luộc là một từ ngữ của một tay viết thiên tả áp đặt cho những ký giả nào. Biết đọc và hiểu luật Logan Act. Sarah Wasco đã phơi bày cái dốt nát về luật Logan Act khi viết rằng sự khiếp đảm của những kẻ cực hữu đã dâng cao cơn sốt sau khi Obama gặp gỡ với vài cựu và đương kim lãnh tụ thế giới mà ông đã từng làm việc với họ. Có thật là chúng tôi có vẻ khiếp đảm trong nhận xét của cô chăng? trong hệ thống pháp lý, cái câu sau khi Obama gặp vài cựu và đương kim lãnh tụ thế giới đã đủ để bắt đầu cho một truy tố về hành động phạm pháp với tuyên án cuối cùng là phạm tội. Hãy sáng suốt nhận định rằng bất cứ một chính trị gia nào đã vi phạm đạo luật Logan Act để biết rõ việc mình làm và với một ý chí tự do, chứ không phải là họ không biết. Còn bao lâu nữa, chúng ta cứ tiếp tục dung dưỡng những tội phạm như Curry, Obama và gia đình Clinton để cho họ tự do tránh né luật pháp về tội phản quốc của họ. Thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc phần bình luận của kênh Little còn nêu tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp.